Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy nghe tin Gioan bị nộp, Chúa Giêsu lui về Galilea. Người rời bỏ Nazareth đến ở miền duyên hải thành Capernaum, giáp ranh đất Zabulon và Nephtali, để ứng nghiệm lời đã phán bởi miệng tiên tri Isaiah rằng: Hỡi đất Zabulon và Nephtali, đường dọc theo biển bên kia sông Jordan, Galilea của ngoài bang, dân ngồi trong tối tăm đã thấy ánh sáng huy hoàng. Ánh sáng đã xuất hiện cho người ngồi trong bóng sự chết. Từ bấy giờ Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng và nói: Hãy hối cải vì nước trời đã gần đến. Và Chúa Giêsu đi rảo quanh khắp xứ Galilea, dạy dỗ trong các hội đường của họ, rao giảng tin mừng nước trời, chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Tiếng tăm người đồn ra khắp xứ Syria, người ta đã đem đến cho người đủ thứ bệnh nhân, những người mắc phải tật nguyền đau đớn, quỷ ám, kinh phong bất toại, người đã chữa họ lành. Dân chúng đông đảo theo người, họ đến từ xứ Galilea, Decapoli, Jerusalem, Judea và vùng bên kia sông Jordan. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Anh chị em thân mến, nghe tin Gioan bị bắt, Chúa Giêsu lánh về miền Galilea để tránh sự thù hằn của nhóm biệt phái và luật sĩ. Đúng như lời tiên tri Isaiah đã nói, dân ngồi trong bóng tối sự chết đã nhìn thấy ánh sáng của Thiên Chúa. Vì ở đó Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng tin mừng, kêu gọi mọi người sám hối, chữa lành các bệnh tật. Tiếng tăm của người đồn ra khắp miền Syria, nên dân chúng từ khắp nơi tuôn đến với người. Lời đầu tiên Chúa Giêsu dạy khi rao giảng tin mừng tại Galilea là: Hãy ăn năn sám hối vì nước trời đã gần đến. Theo nguyên ngữ ở đây, sám hối hay là hối cải có nghĩa là trở lại, nghĩa là phải quay trở lại vì đã lạc đường. Đời sống con người là một hành trình đi về quê trời. Cuộc hành trình nào cũng có đích đến và mọi cuộc hành trình chỉ kết thúc khi đi tới đích. Trong cuộc hành trình dài trần thế, có khi chúng ta đi lạc đường. Mà đã lạc đường, lạc hướng thì không bao giờ tới đích. Ai lạc đường, lạc hướng, càng đi nhanh thì càng xa đích tới. Ở Hoa Kỳ, trên đường đi có những chỗ cắm bảng U-turn, nghĩa là cho phép xe quay đầu trở lại 180 độ. Lái xe cần quay đầu trở lại khi thấy mình đi sai, bằng không sẽ phải đi rất xa mới được phép quay đầu trở lại. Sám hối là quay đầu trở lại, xem mình đang ở trong tình trạng nào, nếu đi sai đường phải quay đầu trở lại ngay. Hãy sám hối vì nước trời đã gần đến, nói lên cái tình trạng cấp bách phải làm ngay, phải thay đổi đời sống, nếu không thì chậm trễ. Người Hồi giáo có một câu chuyện. Ngày xưa Đức A-la sai sứ thần xuống thế gian để tìm một điều gì tốt đẹp nhất mang về trời. Sứ thần xuống một chiến trường lấy máu của những vị anh hùng. Nhưng Đức A-la bảo: Máu đổ ra cho tổ quốc quý giá, nhưng chưa là tốt đẹp nhất nơi trần gian. Thiên thần đi lấy hương thơm của lời cầu nguyện chân thành, Đức A-la cũng chối từ.
Dĩ nhiên là lòng đạo đức thì tốt đẹp ở trần gian, nhưng ta muốn một cái gì hơn nữa. Sứ thần hứng lấy những giọt nước mắt sám hối còn nóng hổi của một tội nhân dâng về Đức A-la. Ngài hài lòng và bảo rằng quả thật ở dưới trần gian không có gì tốt đẹp và hữu ích cho bằng lòng sám hối, bởi vì nó có sức canh tân đời của một con người. Một lòng sám hối chân thật có sức biến đổi một mùa đông giá rét của tâm hồn thành một mùa xuân ấm áp, chan chứa tình yêu. Anh chị em thân mến, chúng ta bắt gặp việc sám hối là điều kiện tiên quyết để được ơn cứu độ. Sám hối không chỉ là tiếng khóc than, sám hối không phải là lời kêu gào ở trong nỗi thất vọng, nhưng là động lực cho chúng ta nhận ra mình và vươn lên để xứng đáng nhận lòng bao dung của Thiên Chúa. Việc sám hối không chỉ thực hiện trong một thời gian nào đó, như là mùa vọng, như là mùa chay, như là đi xưng tội, mà phải thực hiện trong suốt cả cuộc đời, để cả đời sống chúng ta cứ tốt đẹp, lại tốt đẹp hơn. Sám hối đích thực không chỉ là lời than vãn, là những đau xót, là buồn phiền, là sợ hãi, nhưng sám hối đích thực là cánh cửa mở ra để đi vào nước trời, nghĩa là niềm hoan lạc, vui tươi và phấn khởi cho những người quay trở về với Chúa và nhận ra Chúa là tình yêu, mình ở trong lòng thương xót của Chúa. Amen.